Lần đầu ăn hủ tiếu chiên lắc phô mai sẽ như thế nào? Chào các bạn, hôm nay chỗ mình mưa quá trời luôn. Mỗi lần mưa là cô cháu mình lại kiếm đồ ăn. Nhà còn gói phô mai nhưng hết gì để trộn rồi. Thấy bịch hủ tiếu mẹ mua để dành nấu ăn sáng. Lấy chiên thử thì kết quả bất ngờ luôn. Để vô chảo dầu nóng thì nó phình ra được về nè các bạn. Lắc phô mai lên là ăn ngon hết sảy luôn. Vừa giòn vừa thơm. Bé nhà mình nó thích lắm. Nhà bạn nào đang sẵn có thì chiên thử nhé. Nhớ hỏi mẹ trước khi làm để hôm hồi sáng là bị la chết nha. Bây giờ thì tới lượt pha dẻo. Bây giờ tới lượt sầu riêng nha. Cái sầu riêng này 1,5 gram luôn á. Mình hấp dẫn không? Mọi người coi bàn tay của mình nè. Bây giờ mình sẽ khui ra xem thử coi nó có ngon không nha. Nghe nói sầu riêng này là món thon á. Sầu riêng món thon Thái hay sao á. Cái sầu riêng nó bự, nó cứng. Mình phải mất 10 phút mình mới mở được không các bạn. Trái này mình mua gần 400 á các bạn. Lần đầu tiên mua trái sầu riêng to mà nó đắt như vậy luôn. Nó bự cho nên mổ ra nó cũng rất là khó luôn các bạn. Mẹ mình phải mổ cả 10 phút rồi mới xong. Mẹ mình mua trái này gần 400 ngàn đó các bạn. Lần đầu tiên ăn trái sầu riêng mà bự như vậy luôn á. Suốt mùa mình ăn sầu riêng mà mình thường hay ăn ruột không mà để cho nó an toàn. Tại vì nhiều khi mua vỏ nó cũng không có được ngon. Bạn coi cái muối của nó nè. Nó bự khổng lồ luôn. Đem về. Trái sầu riêng 5 kg này được 2,1 kg nè. 2,1 kg chứ sao, 1,9 kg đi. Ủa cái muối nè. Ôi ôi. Có sức bộ của mi ơi, mi ăn không? Đi. Đi cái nó bưng cho. Đen nặng lắm không nổi. Được 2,1 kg. Đây căng nó có 2 kg à, nó quay vòng qua tới 1 con gà con mới cuốn nữa. Rồi ăn đi bay. Đứa thở rồi. Ăn đi con ăn được thì ăn đi. Cái này nè cầm cho em thử đi. Đây rồi ăn thử đi ngon không? Ăn thử đi cô Bi ăn đi con. Đầu Bi ăn thử ăn ngon không? Cái dừa đó này ngoài thì giòn. Ở trong thì mềm hơn xíu. Mình nó ngon hơn cái sầu riêng kia. Sầu riêng bữa mình ăn á. Cái kia ngon hơn. Cái kia ngon hơn hả? Còn tới cái bé Tiên nè. Cái kia cũng ngon hơn. Rồi Mi, ngon không? Ngon hả? Con cũng ngon nữa hả? Cái này nó cứng hả? Cái này mới chinh tới hả? Cái này cũng ngon đúng không? Mà một bơ, một muối, nãy có một muối nó ấy rồi đó. Làm mà ông nói loại sầu riêng này nó gì đó. Nó hơi miệng thỏa mãn không có miệng như hồi đứng chưa. Nhưng mà nó cũng phải hơi hơi chút đỉnh trong cái này cứng nè. Nó không có miệng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mềm giống vậy mới đúng nè, ở ngoài hơi cứng cứng trong miệng mới đúng, còn này là cứng quá. Cái này là chắc nó bị chai rồi. Vậy là cái mối mẹ là cái mối mềm này nè. Ừ. Ừ. Ngon không Mi? Ừ, Mi biết thấy sầu riêng trời. Nhỏ. Dạ, bình thường không có chịu đâu. Này bữa nay sầu riêng giòn giòn ngon. Chào các bạn hả? Rồi chào đi. Mình ăn sầu riêng nè, bữa nay mình biết ăn sầu riêng luôn nè. Cái muối này ăn đỏ hơn nè mấy bạn.
nó ngon hơn chút nào, ở trong mềm ở ngoài giòn. Còn mấy cái kia thì nó cứng quá, nó cứng giống như là nó còn sống vậy đó. Nó này có được chín chín chút nữa thì nó ngon hơn. Cái hộp này nó xíu lép mà nhìn cái muối thì nó ngon quá mà nó ổn, không thấy nó còn sống chứ. Nó chưa tới lắm. Thì xong lắm nữa. Rõ nó mẹ ngon hơn mà. Tắt đây bình. Để mấy bạn. Con nó như miếng pha lan không? Giống như trộn chết là bé không đứt luôn à. Coi là nó bột không nè. Là nó bột không nè. Nó trang pha lan vậy đó. Trời mưa có một bữa thôi mà ăn nhiều đó đó các bạn. Mưa kiểu này hoài á, chắc nhà mình ai cũng béo phì lên quá. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.